Em bắt đầu chơi bóng vào năm 2010 và cảm giác lúc đầu là rất là bỡ ngỡ và rất là nhát, nhưng mà khi đến với môi trường bóng đá đã giúp cho em là sự tự tin và có thể chơi bóng một cách là đúng với niềm đam mê, có thể là thoải mái nhất, là nơi mà có thể bộc lộ hết tính cách con người của em ra. Ước mơ của em là sẽ có tên trong danh sách để tham dự World Cup vào năm 2023. Các em hãy rèn luyện thể dục thể thao để tiếp thêm cho tinh thần và thể chất này, và tiếp thêm cho sự tự tin trong cuộc sống.